Anh đã ghim vào những thân tre bao ký ức xót xa hơi mẹ. Anh đã du ngủ những dòng sông cùng em má chạy về hướng đông. Còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát xưa. Cái mắt của ta hay sao? Còn bao nhiêu lời dù con chưa xem nào lắm rồi xong xong. Mắt hẳn tại anh đấy. Quê hương ta đẹp lắm, mặt lửa khói sẽ xeo thắng. Người Việt Nam ra đâu mắt em hào thơm mất khuất những cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Ngon. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ai. Say với tôi nào sao khắp một vòng Việt Nam. Với những cái con cầy chất lượng như này thì bà con về sẽ là độ sinh sản sẽ là 100%, không 100% thì nó cũng phải được đến 90%, còn với phần trăm nào mà nó còn sản được thì chúng tôi sẽ có chế độ bảo hành là đổi cho bà con, và khi sinh sản thì sau này bà con sẽ được bên hợp tác xã chúng tôi là cái ký cái hợp đồng bao tiêu sản phẩm với tất cả các loại cầy từ cầy giống đến cầy thịt cho bà con đảm bảo cái đầu ra yên tâm để chăn nuôi sản xuất. Lại nuôi bao ký ức rất xa hơi mẹ. Tuy vào cùng em mãi đây là đông, còn đã về hình hài quê hương qua những khúc hát xưa của mẹ. Rất là nhiều chắc quần à. Chưa được nghe Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặt lửa khói sẽ xưa tháng năm. Mình là Nguyễn Thanh Bình ở tác xã nhân giống và bảo tồn động vật Thái Nguyên. Hôm nay mình này giới thiệu bà con, hôm nay mình bắt một lô hàng cho khách nhá. Đây là con cầy gọi là 6-7 tháng tuổi và nó là trọng lượng khoảng 2,5 cân một con. Và hôm nay mình bắt cho khách một lô là 10 đực, 15 cái. Với những con cầy như này thì chúng tôi giao cho khách hàng và chúng tôi sẽ bảo hành cho khách hàng là 7 đến 10 ngày về gọi là chất lượng con giống và về sự khỏe mạnh, cũng như là nếu hao hụt thì chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tức là hao hụt nếu là chết chóc ấy. Còn lại với con giống này của tôi là con giống bảo đảm, sau này nếu mà bà con chăn nuôi mà có sự mà không sinh sản được thì chúng tôi cũng bảo hành đổi cho bà con những con mà nó không sinh sản được. Đây toàn bộ là lô cầy cái của tôi. Cái chuồng cầy cái này là tôi đang để 15 con. Được bao nhiêu con đây à? Ôi dưới kia còn nhiều vết. 1, 2, 3, 6, 7. Đi.